Mark Zuckerberg, đồng sáng lập của Facebook và là một trong những người nổi tiếng có sức ảnh hưởng trên toàn thế giới. Hiện tại, Facebook đã có giá trị 600 tỷ đô với hơn 2,2 tỷ người dùng hàng tháng. Làm giàu từ kinh doanh. Xin chào các bạn. Hôm nay, Làm giàu từ kinh doanh xin chia sẻ đến các bạn hành trình sáng lập ra Facebook 100 tỷ đô của cậu sinh viên bỏ học Mark Zuckerberg. Giống như bất kỳ công ty kinh doanh nào khác, Facebook được ra đời từ một con người có nhiều hoài bão và ý tưởng. Zuckerberg không phải là thiên tài số 1 thế giới. Facebook cũng không phải là một ý tưởng mang tính cách mạng. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, mọi thứ đã thay đổi nhiều. Facebook trở thành một trong những website có giá trị nhất trên Internet, còn Zuckerberg trở thành nhà tỷ phú trẻ nhất thế giới tại thời điểm đó. Vậy tại sao thành công lại đến với Facebook? Hãy cùng Làm giàu từ kinh doanh tìm hiểu sau đây. Mark Zuckerberg đã bắt đầu thích thú máy tính khi chỉ còn là một đứa trẻ. Anh ấy còn thích tạo ra những trò chơi điện tử với bạn thân của mình chỉ vì vui chơi. Trải qua nhiều năm sau đó, anh ấy bắt đầu thích thú và bị lôi cuốn bởi máy tính. Anh ấy tiếp tục học tập và mày mò lập trình. Sau khi tốt nghiệp, anh tiếp tục theo học ở Harvard, trường đại học danh giá nhất thế giới. Không lâu sau đó thì anh trở nên cực kỳ nổi tiếng với khả năng lập trình của mình. Mark Zuckerberg viết ra chương trình Famous để người dùng truy cập đánh giá và bình chọn những người đẹp thông qua những bức ảnh. Chỉ trong vòng 4 giờ, trang web đã đạt hơn 22.000 lượt theo dõi. Tuy nhiên, anh bị trừ kỷ luật vì lý do an ninh, nhưng đó cũng là một dấu hiệu tốt cho sự ra đời của Facebook. Sau đó, Mark cùng với những người bạn của mình tạo ra một trang mạng xã hội mà cho phép những sinh viên Harvard tạo ra profile, tải hình ảnh và trò chuyện cùng với nhau. Trang web đã được ra mắt chính thức ngay ở trong phòng ký túc xá. Đó chính là sự bắt đầu của Facebook. Đến năm 2, anh quyết định nghỉ học và dành toàn thời gian để xây dựng Facebook. Để thành lập được Facebook thì anh phải trải qua không biết bao nhiêu là lùm xùm. Lúc đầu, anh thậm chí còn không có tiền để thành lập công ty nên đã vay mượn 1.000 đô từ bạn học để thành lập công ty. Đến năm 2004, Facebook đã có 1 triệu người dùng. Đến tháng 7 năm 2010, công ty đã có hơn 500 triệu người dùng và tháng 12 năm 2012, họ tuyên bố có 2,8 tỷ người dùng sử dụng Facebook hàng tháng. Quyết định bỏ học của anh không phải là bộc trực, mà là vì anh ấy có một tầm nhìn tương lai mạnh mẽ và tin rằng ý tưởng này sẽ thành hiện thực. Anh không phải bỏ học một cách bất chợt, mà đã chuẩn bị một kế hoạch cũng như cam kết dồn hết sự tập trung để biến Facebook trở thành một nền tảng phổ biến trên toàn thế giới. Nhưng điều đó có dễ ăn như vậy không? Khi 19 tuổi, anh đã bắt đầu Facebook và hoàn toàn không biết gì về kinh doanh cũng như vận hành một công ty như thế nào. Thậm chí, anh còn không biết cách để thành lập một công ty như thế nào nữa. Mark Zuckerberg nói, lúc đó tôi thực sự biết rất ít. Có rất nhiều sai lầm khi bạn bắt đầu khởi nghiệp. Thường thì mọi người mong muốn bạn né tránh những sai lầm. Nhưng câu trả lời của tôi là đừng cố gắng né tránh những lầm lỗi vì bạn sẽ mắc nhiều sai lầm hơn. Điều quan trọng là bạn phải học thật nhanh từ những sai lầm đó và không được bỏ cuộc. Thành công của Mark Zuckerberg thì ai cũng biết mà không cần phải nhắc đến quá nhiều. Nhưng câu chuyện khởi nghiệp của Mark cũng như Facebook đã để lại rất nhiều bài học cho chúng ta có thể học hỏi được. Bài học đầu tiên, biết chớp thời cơ. Trước thời của Facebook, một ứng dụng khác cũng rất nổi tiếng ở trường Harvard có tên là CourseMatch, cho phép các sinh viên ở trường so sánh các khóa học mình chọn ở mỗi học kỳ. Zuckerberg nhận thấy rằng các sinh viên thường rất muốn biết bạn họ đã chọn lớp nào và anh coi đó chính là cơ hội của mình. FaceSmart cũng là một website của sinh viên trường Harvard, cho phép học sinh ít nhiều nhận thức được rằng họ đang đứng ở vị trí nào trong các mối quan hệ xã hội. Nó đã trở thành một trong những trang web không thể không dùng với mỗi sinh viên. Và một lần nữa, Zuckerberg nhận ra rằng cơ hội từ những gì Facebook mang lại. Những gì mà Zuckerberg làm được không phải là một điều kỳ diệu. Tuy nhiên, nó đòi hỏi người thành công phải nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau. Cơ hội luôn hiện diện ở quanh ta, đặc biệt là trong môi trường Internet, nơi mà việc kiếm được hàng triệu đô la đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, cũng bởi có quá nhiều cơ hội nên chúng ta đôi khi đã trở nên lãnh cảm với những cơ hội rõ mồn một.
Vì thế, khả năng phát hiện cơ hội là một kỹ năng vô giá mà không phải ai cũng có. Bài học thứ hai, chấp nhận rủi ro. Hành động ngay cả khi không chắc rằng Facebook có thể thành công, mượn tiền bạn, nghỉ học, hành động ngay khi anh vẫn còn chưa đủ nguồn lực. Chính vì sự liều lĩnh, hành động ngay khi mọi thứ vẫn chưa chắc chắn và thiếu nguồn lực. Nhưng chính vì niềm tin mãnh liệt về việc Facebook sẽ mang lại đột phá và trở thành một công ty thay đổi hoàn toàn thế giới đã giúp anh kiên trì và tập trung hoàn toàn vào Facebook. Bài học thứ 3, đáp ứng đúng nhu cầu của thị trường. Phải nói rằng, tại thời điểm Facebook ra đời thì thời đại Internet đang bùng nổ và con người rất cần một cơ hội để kết nối. Đánh đúng nhu cầu của giới trẻ đang cần sự kết nối, chia sẻ ảnh và giao tiếp với nhau thông qua một nền tảng chung. Cho dù đam mê tới đâu, nhưng khi khởi nghiệp mà làm sản phẩm ra chỉ cho mình xài thì cầm chắc một vé thất bại. Khi kinh doanh thì điều quan trọng nhất và cơ bản nhất là sản phẩm đó phải được đáp ứng nhu cầu và thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Bài học cuối cùng, đam mê và liên tục học hỏi. Anh bị coi là một con mọt máy tính vì suốt ngày chỉ biết dán mắt vào những dòng code mà người bình thường không thể nào hiểu được. Anh là một người rất ham học, luôn muốn tìm hiểu sâu về máy tính và những điều mà anh yêu thích. Ngành IT là một ngành đòi hỏi chất xám rất cao, không chỉ đơn thuần chúng ta học cách giao tiếp với máy tính thông qua những dòng code khô khan, mà còn bởi vì công nghệ luôn luôn đổi mới từng ngày nên cần phải có khả năng tự học cao, tìm tòi và thử nghiệm những thứ mới. Mặc dù dưới con mắt của nhiều người cho rằng máy tính rất khô khan, nhưng anh vẫn luôn cảm thấy một tình yêu mãnh liệt đối với nó. Chính vì niềm đam mê đó đã giúp anh luôn sẵn sàng học hỏi, tiếp thu những cái mới, sáng tạo ra những tính năng khác để phục vụ nhu cầu của người dùng. Nếu thiếu niềm đam mê và lòng tin thì chắc có lẽ Facebook đã không trở thành một đế chế như ngày hôm nay. Hy vọng qua câu chuyện và những bài học về câu chuyện khởi nghiệp Facebook của Mark Zuckerberg sẽ giúp bạn rút ra được nhiều kinh nghiệm cho bản thân cũng như thành công hơn trong sự nghiệp của mình. Trên đây là câu chuyện khởi nghiệp của CEO Mark Zuckerberg và 4 bài học kinh doanh mà làm giàu từ kinh doanh đúc kết ra từ quá trình xây dựng sự nghiệp của ông trùm công nghệ này. Nếu thấy câu chuyện truyền cảm hứng đến bạn, hãy chia sẻ với làm giàu từ kinh doanh bằng cách bình luận ở bên dưới bạn nhé. Bạn đã áp lực khi phụ trách marketing, tạo số cho sale? Bạn đang tìm kiếm hướng phát triển bán hàng mới? Bạn đang gặp vấn đề trong đòn bẩy mối quan hệ khi làm ăn? Làm giàu từ kinh doanh xin trân trọng giới thiệu đến bạn bộ sách Đỉnh cao marketing, bán hàng, kết nối thời đại số, bí quyết sinh tồn để trở thành nhà kinh doanh xuất sắc. Để tìm hiểu thêm về bộ sách, mọi người có thể tham khảo tại cửa hàng Happy Life trên Tiki, Shopee, Lazada hoặc trên website happy.lip. Nếu thấy video này hữu ích với bạn, hãy ấn like, share và đừng quên đăng ký kênh Làm Giàu Từ Kinh Doanh. Ấn vào nút chuông thông báo cũng như theo dõi fanpage Làm Giàu Từ Kinh Doanh với chế độ yêu thích để là người sớm nhất cập nhật những thông tin mới nhất về lĩnh vực kinh doanh, bán hàng và marketing. Làm Giàu Từ Kinh Doanh xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.